Hướng dẫn cách tính mua vật tư chính xác khối lượng sơn nội ngoại thất tập 2. Một thùng sơn thì lăn được bao nhiêu mét vuông? Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Thanh Đen, CEO công ty Nguyên Chương. Trong video ngắn ngày hôm qua thì tôi đã chia sẻ các bạn các công thức rất là đơn giản để tính ra cái khối lượng sơn nội ngoại thất là bao nhiêu. Và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn biết được định mức độ phủ của một thùng sơn là bao nhiêu mét vuông. Khi xem hết video này thì bạn sẽ dễ dàng biết được làm thế nào để tính được sơn nội ngoại thất cần bao nhiêu một chiếc, bao nhiêu thùng sơn lót chấm kiềm và bao nhiêu sơn phủ, chính xác lên đến 95%, giúp bạn tiết kiệm rất là nhiều chi phí, thời gian, công sức của mình. Thưa các bạn, đã có rất là nhiều người băn khoăn không biết mua bao nhiêu là cho vừa. Hỏi các anh thợ sơn thì mỗi người là tư vấn một kiểu, không biết đâu mới là chính xác. Rồi khi bạn phải lo toan rất là nhiều công việc khác nhau, các ông thợ lại bảo là chạy đi mua cho mình cái này, chạy đi mua cho em cái kia. Có khi là vừa đi về đến nhà thì bảo là đi mua tiếp cái khác. Điều này là sao các bạn? Chúng ta làm chúng ta rất là bực bội đúng không? Có khi là câu có. Vậy thì bây giờ hãy bấm like và share cho nhiều người để giúp tôi hướng dẫn cho mọi người là một cách chi tiết, giúp họ hiểu được cần phải mua bao nhiêu, các cái thông tin như thế nào để truyền đạt những cái thông tin bổ ích để đến cho họ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Thì đầu tiên bạn giúp tôi là một cái việc là đánh giá cái hiện trạng ha. Cái bước này là khá là quan trọng. Đánh giá cái hiện trạng thì sẽ là đánh giá những cái gì? Bạn đánh giá là cái tường của mình đó là nó tua cát nhỏ hay cát lớn, nó phẳng hay là nó gồ ghề, giúp chúng ta là tính được cái định mức đó là hao hay là nó không hao. Thì khi mà bạn đánh giá được cái hiện trạng, mà đánh giá chung được là nó đẹp hay nó xấu đó, thì bạn sẽ được tính được cái phần khối lượng một trét. Thì một bao bột trét thì thông thường là ở thị trường miền Nam thì nó rơi vào khoảng là 20 đến 25 mét vuông, thì bạn có thể tính bình quân là 22 mét vuông, hoặc là nếu mà cái tường của mình rất đẹp tự tin thì bạn tính 25, mà cái tường của mình mà cát tô xấu và nó rất là gồ ghề thì bạn cứ tính tôi là 20. Rồi một cái thùng sơn lót, sơn lót thì thông thường là đóng gói là 18 thùng, 18 lít, thùng 17 lít hoặc là thùng 5 lít, thì nó có ba cái dạng như vậy đó. Thì bạn tính thì độ phủ thông thường của một lít một thùng sơn lót là nó rơi vào tầm là 130 đến 140 mét vuông. Thì bạn nhớ là sơn lót thì chỉ là trên một lớp thôi nha. Sơn lót chấm kìm thì chỉ trên một lớp. Đối với những cái thị trường ở ngoài khu vực phía Bắc á, họ không có dùng bảo bột chét này, thì cái sản độ phủ sơn lót này nó sẽ hao gấp đôi khi mà mình lăn trực tiếp, mà thì nó chỉ còn khoảng là 60 cho đến 70 mét vuông trên một thùng lớp sơn lót thôi. Rồi khi mà bạn đánh giá được cái hiện trạng thì bạn sẽ tính được cái phần sơn, ví dụ như là cái phần sơn phủ thì bạn sẽ biết được là bao nhiêu phần trăm là cái màu chủ đạo và bao nhiêu phần trăm là cái màu nhánh hay là cái màu chỉ, thì bạn sẽ tính được nó chính xác hơn. Cái phần sơn phủ á, thì thông thường nó định mức nó như thế này, cái đóng gói bao bì 5 lít thì nó tương đương với là khoảng 25 cho đến 30 mét vuông. Rồi 15 lít thì tương đương với khoảng là 68 đến 75 mét vuông, và 18 lít thì nó tương đương với 80 cho đến 90 mét vuông. Thì đây là một cái mức mà bình quân ở trên mà bạn có thể làm được, thì qua các cái bao bì đóng gói là 5 lít, 15 lít, 18 lít, thì có nghĩa là tương đương là 1 lít là bạn sẽ lăn được khoảng 5 mét vuông. Tuy nhiên, nó là 1 lít là 5 mét vuông, như bạn khi mà bạn lăn mua 1 lít sơn thì chắc chắn lăn không đủ 5 mét vuông nha. Bởi vì khi mà chúng ta đổ vào cái thùng, nó dính vào trên cái thùng rồi chúng ta đổ nhúng cái lô vào lăn thì nó lại dính trên cái lô nữa. Nên là nếu mà bạn mua 1 lít mà bạn thấy nó thiếu mà khoảng 5 mét vuông thôi thì bạn mua 1 lít là chắc chắn không đủ. Thì khi mà đó thì bạn phải mua 2 lon 1 lít như thế thì nó mới đủ. Rồi thì đây là ba cái độ phủ mà hiện tại cái này thì bạn có thể tính. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bước qua cái ví dụ ngày hôm qua, cái căn nhà là 200 mét vuông ngày hôm qua ha.
200 mét vuông nền một lầu trệt ngày hôm qua, thì chúng ta sẽ tính thử luôn cái khối lượng để cho bạn hình dung như thực tế hơn. Tôi lấy như hôm qua thì chúng ta tính cái phần sơn nội đó. Sơn nội là 550 mét vuông đúng không bạn? 550 mét vuông. Thì khi mà 550 mét vuông này á thì chúng ta là cái phần sinh cái nền. Cái nền thì nó tương đương với 200 mét vuông rồi. Thì cái này là bắt đầu là sơn trần này. Sơn trần là 200 mét vuông. Sơn trần 200 mét vuông thì nó sẽ là tương đương với lại là hồi nãy là một thùng lớn thì chúng ta là 80 đến 90 đúng không? Thì bây giờ chúng ta lấy trước là hai thùng. Thì nó thiếu là chúng ta lấy lon nhỏ. Thế thì chúng ta lấy lon nhỏ, còn nếu mà bạn chọn 15 lít thì chúng ta lấy thẳng luôn 3 thùng luôn. Thì nó sẽ tương đương, diện tích nó tương đương. Vậy tôi tính là tạm thời là tính là thùng 15 lít đi ha. Thì 3 thùng 15 lít. Thì nó tương đương với 3 thùng 15 lít là đối với 200 mét vuông trần này. Rồi. Tuy nhiên, ở trên cái này có thể bạn có thể chọn 2 thùng và trường hợp mà cái trần nhà của bạn là bạn nhấn các cái màu nhấn khác nhau. Nhấn cái màu chỉ hoặc là nhấn cái hộp các cái hộp thạch cao mà đóng dịch hộp thì bạn có thể chọn 2 thùng và lấy các cái màu nhắn là một lon 5 lít hay 2 lon 5 lít gì đó thì tùy theo bạn. Rồi còn cái này là cái phần sơn tường. Sơn tường thì nó còn lại là 350 mét vuông. Thì bạn cũng hồi nãy bạn làm cái bước là đánh giá bao nhiêu phần trăm là cái màu gì rồi đó. Thì bây giờ bạn tôi lên giả sử như là có một cái phòng bé này hoặc là một cái điểm nhắn nào đó là tương đương với tầm khoảng hết là 100 mét vuông đi, thì chúng ta chỉ còn lại là phần tường chủ đạo nó còn khoảng 200 mét vuông. Thì trong này nó có là 250 mét vuông này và màu chủ đạo và nó là còn là 100 mét vuông là màu nhắn. Khi mà bạn ra được cái con số chi tiết như thế này rồi thì bạn bảo đảm với bạn là bạn đi mua sơn là không phải đi tới đi lui gì nhiều hết. Bạn hình dung ra là cái nhà của mình lăn bao nhiêu màu, lăn nó như thế nào thì bạn đi mua về là chắc chắn là nó sẽ cái tỷ lệ mà hao hụt hay là suy dịch là thì nó rất là thấp rồi. Đây là tương đương là phần trăm bên trong rồi ha. Còn bên ngoài bên ngoài thì là sơn ngoại nè, ngoài thất thì hôm qua là mình tính là nó tương đương với 450 mét vuông cho cái nhà 200 mét. Ngày hôm qua mình tính là 450 mét vuông thì ở ngoài thì thông thường là nó sẽ có ít nhất là trường hợp là bạn sơn một màu là màu trắng hay là sơn một màu thì bạn tính thẳng luôn là 450 mét vuông này là tương đương với lại bao nhiêu lít sơn, bao nhiêu thùng sơn thì bạn chia ra 450 và chia nhân 5 thì nó sẽ là tương đương với lại là cho 90 lít hả? Thì chúng 90 lít thì bạn tương đương là bao nhiêu thùng, mà trường hợp là bạn lăn một màu ha. Rồi trường hợp thứ hai là cái trần, mấy cái viền mái á, mấy cái trần màu u quăng ở ngoài thì chúng ta lăn cái thân màu trắng ha. Hay là cái xeno rồi đó thì chúng ta lăn màu trắng thì bạn đánh giá được là bao nhiêu phần trăm. Ví dụ như là 450 mét vuông này thì nó có tầm khoảng là 100 mét vuông sơn màu trắng thì bạn liệt kê ra ở trần xeno 100 mét vuông màu trắng, 100 mét vuông màu trắng thì bạn cứ lấy trước là thông thường là ở ngoài thất là ta dùng sơn cao cấp đúng không, thì lon 5 lít thì chúng ta lấy tầm khoảng là 4 lon 4 lon 5 lít, 4 lon là nếu mà bạn nhận thùng lớn thì chúng ta lấy một thùng 15 lít cộng với một lon 5 lít. Hoặc là bạn có thể lấy trước một thùng 15 lít là thiếu là chúng ta lấy thêm, đó là tùy theo cái điều kiện là cái chỗ cung cấp của bạn có xa làm được họ có giao hàng cho bạn tiện hay không. Thì đó. Rồi, tiếp tục là cái sân chủ đạo, màu chủ đạo này, màu chủ đạo bên ngoài. Thì cũng tương tự thôi, bạn sẽ đánh giá là chủ đạo này nó chiếm bao nhiêu phần trăm. Tôi lấy ví dụ là cái màu chủ đạo đây là chiếm tới 90%, 80%. Thì còn lại cái màu nhắn là chỉ là những cái màu chỉ hoặc là những cái ô rất là nhỏ thôi. Thì bạn cũng tính ra, ví dụ như là cái này là 100 mét vuông rồi thì còn lại là 350 mét. 350 mét thì cái màu chủ đạo, ví dụ tôi lấy ví dụ là 300 mét ha. 300 mét vuông thì nó tương đương với lại là 60 lít. 60 lít thì bạn cứ chia ra bao nhiêu thùng thôi. Chúng ta có thể lấy là 4 thùng tương đương với là 4 thùng lớn. Hoặc là nếu mà xài lon, nếu mà Sài Gòn thì tương đương với là 12 lon, tương đương với 10 hoặc là 12 lon. Thì cái điểm này nó cũng ra cái phần sơn chủ đạo cho bạn, các bạn. Rồi thì bên này mình đang tính là 300, 100 là 400 này, còn này 50 mét là màu nhắn nè. Màu nhắn hoặc là chỉ ha, đó. Thì bạn cũng tính là cái phần màu nhắn nó màu chỉ nó còn tương đương nó còn lại là 50 mét thì nó tương đương với khoảng là 2 lon. Ok. Rồi.
xong vậy thôi, đơn giản là ra được cái khối lượng cho bạn. Thực chất cái này thì bạn ngồi bằng máy tính tầm khoảng 15-20 phút nhưng mà nó sẽ hình dung được được cái cho mình là cái dự toán ban đầu. Thứ hai nữa là mình mua một lần mà mua số lượng lớn thì mình sẽ tiết kiệm được cái chi phí hơn, chi phí vận chuyển, chi phí xăng xe vận chuyển rồi mất công thời gian của mình đi lại, rồi mình đỡ mấy cái ông này gọi là chạy tới chạy lui. Khi bạn mua sơn thì trên thùng là bạn cái màu gì thì bạn gì mà họ yêu cầu cái bên người bán đó họ ghi lên cái nắp đó thì cứ thọ và hướng dẫn thế là làm, thì tiết kiệm cho mình rất là nhiều. Thì vừa rồi là cách mà tôi chia sẻ về tính là cái khối lượng sơn cho cái nhà của mình. Thì nếu bạn thấy đây là một cái video có ích thì hãy bấm like, share cho nhiều người và đừng quên là bấm vào đăng ký kênh để trong thời gian tới tôi có động lực làm nhiều video có ích hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.